chào các con nông dân nha. Thì mình đang có mặt tại Hưng Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp ha. Thì vườn này là vườn của chú Hòa. Năm nay thì tiếp tục làm trái vô thận nha. Thì có trái bữa nay là 65 ngày. Là vườn thứ 6. Thì đã cho bón là 20/10 cử 2 cách đây 2 ngày nha. Vườn trái hôm nay thì cũng nhiều. Vườn này cái cỏ trái mùa nóng mà con, thì nó rất dễ tình trạng là bị cháy núm, cháy muối nha. Thì đến cái trái muối này mình chỉ ngăn ngừa thôi chứ mình không có đặc trị được nha. Là ngăn ngừa bằng cách là mình đi phân cho nó hợp lý ha. Mà tránh tình trạng là lúc mà trái còn non mình đi hàm lượng là đạm nó cao, với là mình tưới nước đầy đủ ha, thì nó giảm tình trạng con trái muối thôi. Theo đó là bổ sung là phân tốt nhất giai đoạn đầu á, thì mình nên bón là 3 số nha. Để thiếu kali á thì nó cũng dẫn đến hàm lượng trái muối nha. Đây. Vườn này thì kết hợp là đi phân gốc thì vẫn cho phun là TTE và Sima trên định kỳ nha. Để giữ gai cho xanh gai. Còn cũng khá là nhiều trái đó. Những trái nhỏ nhỏ gần giòn thì lúc giai đoạn gần thu được chúng ta nên tỉa bớt ha. Bỏ đi, tại vì những trái nào mà bây giờ mà giai đoạn 60-70 ngày mình nó không có lớn nữa thì nó đứng luôn đó. Để tránh tình trạng sau này nó ra hàng bi và bị dẹt. Hôm nay là chú 7 ngày chú muốn phân lẫn hả? Đợt 3 số thì 10 ngày. Với 20/10 này thì 7 ngày. Dạ. Bón cử 20/10 này bắt đầu quay lại rồi. Bón 12/18 được rồi. Bây giờ tới thu là cho xịt xe ma với môn tê là suốt luôn á. Đặng nó đỡ, nó xanh dài với nó hạn chế uống hông cũng đít nè. Nó ngoái dùng mình như cũng bị úng hông cũng bộn á, con trai 200 kg không? Không, bị thú đích mười mấy cái úng hông rồi, cũng mười mấy cái rồi đó. Ừ, mọi nhớ cũng coi là hồi năm gọi mình cũng phun môn tê với xe ma suốt mà. Ừ. Đây nè, những trái nè. Những trái này trái cũng nhỏ xíu nè. Mai mốt cứ bỏ được nè, để mốt nó vô vẹt á. Năm nay tuyển trái một năm có kinh nghiệm rồi. Mấy năm trước chú đâu có được tuyển, không dạ. Có kinh nghiệm. Để mốt rồi trái gần thu rồi con đưa chú Isugan, cái thằng Isugan cộng với thằng Tu Găng xài ha. Thằng Tu Găng lúc trước cho chú ấy đó, tưới đó. Đấy. Con nói đại lý đem qua cho. Đây bà, đây bà con, thì cái thằng mua TTE với CMA này cho xịt là định kỳ nè, để cho nó xanh gai ha, xanh gai chống nước gai. Và CMA này chị nó ngừa được uống hông giống đít nè. Giai đoạn mình cho xài giai đoạn lúc sau số nhị đậu trái tới thì mới hiện tại luôn ha. Giai đoạn gần thu này cho xài xuyên suốt định kỳ luôn. Rồi cảm ơn quý bà con nha.